dặn dò chút hiếu gì à. Dạ. Ngày nay đi nè nó có xin không không? Có. Có ha. Có, bữa nào đi cũng xin nữa. Nó nói không sao? Nói là ông con đi chơi chút hiếu còn gì à? Ừ. Dạ. Rồi ông cũng nói con là gì nghe chứ không đi xa nha. Dạ. Đây đã ra đi bỏ ông rồi đi trước ông rồi. Dạ. Nói là tôi biết chú biết tôi con cơm nước chứ đâu. Dạ. Rồi ông nội ông gầy bệnh không ăn cơm được ha. Dạ. Rồi bây giờ cháu như gì nữa ông phải gắng gìn sức khỏe nghe không? Ăn không nổi chú ơi. À, không nổi ha. Chắc không phải 10 ngày nửa tháng mới nổi. Ừ. Ông bệnh lâu chưa? Tôi bị đã biến rồi mấy năm rồi. Mấy năm rồi ha. Bị cái tay này nó biến luôn nè, nó liệt luôn nè. Yeah. Không có cử động được. Yeah. Cái tay này mạnh. Yeah. Cái tay này thì nó mất cảm động luôn, mất cảm giác luôn. Yeah. Dạ, ông nội được mấy cháu nè. Tôi có 3 đứa con à chú ơi, mà đi làm hết trơn à. Yeah. Thằng thứ hai nè. Dạ, yeah, là cái anh con mất là thứ hai ha. Dạ, nhỏ thứ ba nhớ chút nó gì thằng thứ hai nữa. Dạ. Yeah. Ở xa không hả? Đứa sao Bình Thuận. Yeah. Rồi hay tin được vậy chắc là anh chị em gì ai cũng hết hồn chưa không? Dạ thì nó cũng nói này nó kia đó tại không giữ không gìn. Nó nói này sao mà giữ nổi. Rồi đi cái ghế này nhỏ quá thì sao? Không gãy đâu rồi. Không gãy mà sẽ té á. Sẽ lật ngang á. Không đó. Ừ. Chiều về đâu đi đâu nằm đó không á. Mấy ngày trước nó cũng đi chơi đồ bình thường đi đâu đi vòng ngoài nè chú. Thấy đất rộng rãi lắm mà. Yeah. Đi vòng đa đường đan không nó đi chơi chút gì ăn con thì đi. Ngoài này nè. Đi đường này nữa ha. Dạ. Đi ra đây ha. Dạ. Bình thường có hay ra ngoài mấy sông ngồi chơi không? Đầu có nó ít lắm mà sao hôm nay nó khiến ông có đi chùa với Du Lan thôi. À với Du Lan á rồi đi đông quá nó đang đi thí. Đông quá cũng như là nó ham vui đó. Dạ. Nghĩ nghĩ vậy chú. Dạ. Rồi lúc đó là mình chở xe hai bé về hay sao ông nội? Chở ông Đa về cái đường ông Đa để đi được. Người chở người bồng ha. Dạ. Rồi lúc đó về rồi chở về rồi lúc đó ông nội ở đâu? Tôi cũng nằm đó đó chứ. Nằm đó hả? Điên hồn hết trơn. Điên hồn không rồi. Dạ. Lúc ông đâu có ra ngoài đó ha. Không ra đó được. Dạ. Ông bệnh đi không nổi. Đây ngoài ông đi xe mới được, ông đi ai mới được. Dạ. Cái đi bộ đi không nổi đâu. Đây cũng cả ngoài đây ngoài cây mấy số rồi. Dạ. Ngay chỗ cổng chùa đó thấy không? Dạ. Đây cổng chùa thì gần nhưng mà chỗ nó té á. À vậy hả? Cái cổng chùa thì khoảng 200 thước hả? Dạ. Còn chỗ nó té đây chỗ nó té là khoảng cây mấy số. Dạ. Vậy là nó đi theo cái đoàn mà thả cá đó. Chắc vậy. Đi tới cái chỗ cây cầu đó rồi mọi người mới không cho nó xuống đò. Đi ra đó chơi. Ừ. Đi ra đó đi ra chùa chơi. Rồi mấy người phóng sanh á mới thấy hai đôi dép ở trên bờ. Dạ. Rồi người ta mới hỏi xong mà thấy dép trên bờ mà không thấy là lúc đó là người ta mới la nó mới bu rồi đó. Con gặp là quay lên đó ông nội, con gặp bồng là hai đứa dịu quặt luôn. Ừ. Chết trơn rồi mà. Là con độ lúc đó là mấy bé nó mới mất chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ mà. Dạ chắc con độ vậy quá. Ừ. Chỉ nghe mình nghe thôi chứ con chưa có chính xác. Ừ. Mà nội ra thấy đôi dép để mình lên cầu. Ừ. Phải chạy đi kiếm nó. Mà nội ha. Ừ. Để kiếm nó thì lúc đó nó té rồi. Bỏ ra trễ rồi thấy đôi dép hả? Bỏ ra đó chắc bà kiếm có bà cũng biết rồi quá. Biết rồi. Thấy đôi dép mà bà xỉu rồi. Dạ. Gặp bà xỉu lên xỉu xuống bà nằm ngoài kia á. Dạ. Bà thương nhỏ lắm. Thương nhỏ ha. Thương cháu trai ha. Dạ. Ừ. Cháu gái thì nó ít ở nhà đây thường. Ở mẹ nó không rồi, nó mới về chơi mấy ngày à. Còn nhỏ này nó cũng chưa biết cái sông ra làm sao. Bé gái ha. Dạ. Rồi thằng này nó cũng không biết luôn. Rồi cứ thấy đi tới dẫn xuống đường sông cho nó biết, đường sông cho nó đi tới hoài chưa biết đường nào quẹo lên rồi cái gì mà dám đi vậy. Chắc là cũng mê trên Sài Gòn mà. Dạ, trên Sài Gòn thấy sông rồi chưa biết cái sông ra sao. Đi về quê thì gặp sông nước thì phái không nội? Dạ. Ông nội hôm nay nhiêu tuổi rồi? Tôi này 68 mà chú. 68 hay gần bà nội? Bà 67. 67 ha. Dạ. Ông nội cũng gắng giữ gìn sức khỏe đi ông nội ơi. Ông thì cũng gắng mà không biết tới đâu. Với ông đừng có buồn nữa. Ông gặp tự giờ ông ngồi trên cái ghế là ông thấy ông khóc, ông lao nước mắt không à? Chưa biết sao vậy chú. Dạ. Xin được cha ông xuống làm lễ cho nó cũng mừng. Dạ, xin được hai cái hầm hả chú? Cái hàng thì nghe nói vậy thôi chưa đến xác nữa. Dạ. Chưa biết xin được hay là không thì nghe nói vậy thôi chứ chưa rành. Rồi chút xíu ông cha có xuống không? Có xuống là tận liệm, là anh cho phép liệm. Dạ. Tận liệm á. Bây giờ đợi mẹ hai cháu đợi về. Mẹ về tới là điện cha xuống. Ha. Mọi người thấy là để hai cái thằng bên hông luôn không nè. Rồi ông nội ngồi cái ghế xếp mình cái đầu hòm đây là ông khóc hoài luôn. Ngày thường nó nói chuyện với ông nó ngoan lắm phải không? Ngoan lắm. Dạ. Thường nó thích ăn cái gì không? Nó là thích ăn cái gì đâm bịch đó chú. Dạ. Xin áp á ha. Dâu câu rồi đó. Chị gái nha, nó giỏi lắm hả? Nhậm gái á, cháu gái á. Sao? Cháu gái thì sao? Nó giỏi. Ngoan lắm hả? Nó cũng ngoan lắm. Nó đi dặn dò chút xíu gì vậy. Dạ. Ngày nay đi nè nó có xin không? Có ha. Có bữa nào đi cũng xin đó. Nó nói ông sao? Nói là ông con đi chơi chút xíu còn gì vậy? Ừ. Dạ. Rồi ông cũng nói con là gì vậy chứ không đi xa nha. Dạ. Đó, giờ ba đứa, hai đứa. Đứa nào cũng dạ hết. Về thăm ông nội thì ông nội bị bệnh mà. Rồi cuối cùng nó đi vậy để cho biết hết. Dạ, đi luôn hả? Không? Dạ. Mà này nói chung đường đan nó nhiều lắm, người ta cũng lên khu dân cư đó chú. Dạ. Rồi tính nó đi vòng vòng đó nó bắt bù cào nó đâu ngờ đi dữ rồi. Ngày qua đi với thiếu cái gì à? Chuyện qua cũng có đi nữa ha. Có. Sáng là đi khoảng 8 giờ mấy đi, 9 giờ 10 giờ gì à, không ai sao đi giữ. Chuyện qua cũng có đi rồi, bữa nay cũng có đi. Bao lâu rồi bà nội mới đi tìm? Đi chừng khoảng 2-3 tiếng à, là bỏ đi tìm rồi. Đi tìm, thì ra đó thì không có. Sao mới đi? Không có chạy ra chùa đó ta? Thì thấy đông quá mà chạy rồi kiếm á. Dạ. À, thấy người ta ở chùa Bu Đông á ha. Dạ. Bà đi thẳng cái đường lộ được. Bà đi đọc mấy sông đường hơi lâu. Yeah. Đi vòng thì bà ra thì trễ. Yeah. Chứ bà ra bọc đường lộ, bọc xuống đó thì bà bọc thì nó kịp. Yeah. Mình đó bà đi cái đường lộ bọc xuống nó xa. Ra yeah. Bây giờ mới gặp hai đôi dép thấy không? Dạ. Yeah. Hai đôi dép là không thấy cháu là cái nhân nghi rồi. Cái đó là gì không biết sao nó đây lộ bộ vô. Nếu nó điện này rước nó được. Ừ. Để nào về coi gia đình này đi rước cho nhanh. Ông bị tai biến của chú anh chị nên yếu, nên mình nói chuyện hồi ông xúc động cũng không được tốt của chú anh chị. Dạ. Yeah. Rồi đợi mẹ của cháu về mình gia đình tẩn liệm để hai cháu được an nghỉ. Mong rằng quý cô chú anh chị nào có con nhỏ thì miền Tây sông nước nước lớn rồi cô chú anh chị nhớ trông cháu cẩn thận cô chú anh chị. Giờ khi mình sơ suất chút xíu mà để là cái hậu quả rất là nặng. Như ông chia sẻ là xin đi chơi một xíu về, nhưng mà cháu đi luôn, hai cháu đi luôn cô chú anh chị. Nghe ông nói mà rơi nước mắt luôn. Giờ đợi mẹ cháu về thôi, để mẹ cháu nhìn mặt lần cuối thôi. Giờ vậy thôi, Nghiệp cũng xin tạm dừng video ở đây cô chú anh chị. Chúc tất cả cô chú anh chị xem video bình an, làm ăn phát tài nha. Dạ, vì có những cái video này nó rất là thương tâm, cho nên Nghiệp cũng không có chia sẻ nhiều, cũng không có nói chuyện nhiều, cũng không có hỏi gia đình nhiều gì, do là chuyện buồn á. Nghiệp chỉ đăng những thông tin để quý cô chú anh chị cẩn thận trong công việc đi đứng con cháu ở nhà thôi. Và để mình đó là bài học quý giá, bài học kinh nghiệm để mình em hãy thêm chia sẻ cho anh em được cái này là nó về đây để chơi á, đi chơi đâu phải ở đây ha. Nhà này nhà bên nội, cha mẹ đi làm ở Đồng Nai. Dạ. Hè này mới về đi chơi. Anh về chơi hè ha. Mà gặp mấy đứa ở trên kia về đây thấy sông nước là mê dữ lắm. Hè về thăm nội đang bị bệnh. Chơi đang tính chơi thêm 1-2 ngày nữa là về. Đang tính về Đồng Nai lại đấy mọi người. Mà chưa bé chưa được về là mới đi rồi. Miền Tây nước nhiều lắm. Xong mấy ông anh nằm nói bề ngang tới 300 mét ra người. Xong bự như lớn nữa. Lúc em coi cái clip á, là bên kia người ta nói có hai đứa nhỏ tắm hả? Ta la nhưng mà bên đây không ai nghe, tại nó xa quá. Xa quá ha. Cách mấy trăm mét la cũng đâu nghe tới luôn. Thứ hai nữa là người ta muốn lội qua cứu mà cũng đâu dám lội, họ biết cứu được thôi là người ta chết. Dạ đúng rồi. Đúng luôn rồi. Đó là lội trước khi có áo. Nó phao. Còn mà khi coi nhảy xuống giữa sông chết mẹ rồi, còn nó hút quýnh quá rồi chết rồi. Tôi giờ mà lội nước bình nữa xong rồi núi rồi. Rồi đó xong rồi lội bình thường. Rồi giờ không dám lội. Cái sông này đó tôi lụ đầm cụm cẩn nhỏ lớn lụ cỡ nào chỗ nào ăn tới nha. Lúc đó ra coi tivi xong cái lộ qua lò bánh mì khúc qua lộ qua sông. Nhưng mà cũng may là nó còn ở tận ngay tại chỗ đó chứ. Nếu mà nó cho ăn cái là kiếm đâu khó, không có đâu dép, có tiền lắm. Không đâu dép nước còn sai. Không đâu dép là không biết ở đâu kiếm luôn. Không biết kiếm luôn, lý do là đâu biết đi đâu. Tại vì xưa giờ về đây nó đâu có biết đi tới đó đâu, mà cuối cùng lại là đi tới đó, mẹ cha hay là bà nội cũng đâu biết kiếm. Nhờ đôi dép nhìn đôi dép và biết cháu lặn xuống lò mò thôi. Từng mượn thấy dép để chơi. Cũng là nó ở trên này nó muốn đó là nó có chủ động. Đó là dòng hỏi dép rồi nó đi xuống. Rồi mới té, có lẽ là em té rồi. Số là ngon rồi. Chị thấy vậy. Chúc tất cả các chú anh chị xem video mới xuống lần này nhớ cho Nghiệp tay chia sẻ được đăng ký của chú anh chị. Chứ ở trên Đồng Nai về đây đâu biết nữa đó. Bé nhỏ tại vì nó sợ quá, nó theo mà nó la, nó chạy lên nó la được là được. nó không la, nó sợ, nó cứu em nó cứu người nó phóng xuống. Nó thấy em nó chật chân rồi nó thể là nó phóng xuống nó kéo em nó lên chìm luôn. Hai đứa ôm nhau luôn. Nó thấy lên thấy cái tay nó còn cong này nè. Nhỏ quá thì nó quýnh quán quá. Cái tụi nhỏ nó không đâu có nghĩ như mình, nó là nó phóng xuống người hai đứa người vậy theo quán tính tự nhiên, phản xạ tự nhiên đó là thấy em vậy rồi nhờ xuống cứu thôi. Tính của nó tự nhiên xuống nó phóng nó. Thời điểm của nó là vậy, mình cũng vậy vậy đừng nói gì mà nó. Cỡ nào cỡ mình cũng phải nhảy theo à. Đúng rồi, phải cứu người ta. Đó là trường hợp mình phải cứu. Dạ. Nhưng mà không ngờ ở dưới nó sâu quá. Sâu lắm, cái đó là máy lỡ. Nhà máy lỡ. Bên kia là nó bò, bên kia là bên kia, bên em mới bò, mới lỡ mình. Vậy là nước sấy ở dưới. Nước cuốn. Dạ, nước sấy dưới. Nghe dòng xây là nó cuộn dữ lắm. Mình thấy ở trên nước nó không có chảy chứ dưới nó chảy dữ lắm. Đó là bên kia nó đạp xây vào bên kia đây. Dạ. Nói chung mình đâu nghĩ chuyện xấu nó thế này đâu, chuyện xấu thế này đâu. Dạ. Đi chợ đây cách sông rất là xa, đâu ai nghĩ là nó sẽ đi tới cái sông đó nó tắm hay là làm gì đâu. Mình nghĩ đi chùa thôi. Không phải, cái này không biết đi chùa luôn, tức là nó về đây nó đi theo người ta thôi chứ không biết. Theo là để cho đi theo vui là đó nó đâu biết là đi. Lúc nó vắng là bà nội mới chạy xe đạp đi cứu đi kiếm. Kiếm là không biết là đặng hỏi kiếm là đặng đi khi gặp nó vòng hết trơn. Với con bé hình nó 12 tuổi là nghĩ là giữ em được rồi. 12 tuổi cứng lắm rồi đó. Cứng rồi, bởi vì câu đó. Mấy chú ở đây là sao vậy vậy anh? Đi sớm. Ông. Thì ở đây thì cũng sự thì sớm vậy chia sẻ thôi. Ở quê thì rồi có lửa tắt đèn có nhau mà. Đó thì ba giờ là cũng như là hết nói chuyện nổi rồi đó nè. Cũng chỉ là biết đứng mà chảy nước mắt thôi giờ. Chứ làm sao giờ? Giờ đâu không còn nói gì nữa. Đúng rồi. Được Phương. Bên đây tạo tùy chuẩn bị tặng chút nữa liệm hai bé đó không rồi. Đợi mẹ về là liệm đó. Mẹ về đấy. Mẹ về mặt em. Thì ở sớm thì ai cũng chạy ngang để hỏi thăm gia đình hết trơn á. Rất là nhiều luôn. Đâu có hoàn cảnh nào đau thương. Đau thương cảnh này ở Vĩnh Long ấy, Tú Mỹ cảnh này là đau thương lắm. Con bé gái 12 tuổi còn bé trai thì 6 tuổi, hai chị em chắc em nó chật chân rồi. Năm nay không biết sao nhảy xuống cứu á. Mà hai bé là không có. Bữa thì nguyên gia đình ở Bình Dương. Ngạt khí 6 người. Trong một gia đình. Gia đình rồi Cà Mau á. Gia đình 5 người với nhỏ cháu là 6 người á. Để không còn. Mới lên học nghề tóc 1 tháng rồi. Trường hợp nó dữ dằn luôn. Còn trường hợp của đây đem mình gì có gì hỗ trợ gia đình. Giúp gì chia sẻ gia đình. Thì mới nãy em cũng gửi gia đình 3 triệu đồng mua bông 2 cái cây cho 2 cháu cũng á. Trước mắc hiện vậy đi rồi có ai cho nó thì tới hỗ trợ gia đình thôi. Okay. Tôm cho 3 triệu, doanh nghiệp cho 1 triệu. 1 triệu là 4 triệu. 4 triệu. Thì trước mắt mình mua bông cây cũng cho cháu. Nói chung mình lo hậu sự cho cháu trước. Cảm ơn anh em. Sớm tụi em mới tên Hồng Ngự chứ. Rồi lúc mà 2 giờ em coi cái clip chị và chị mới gửi á. Sao em chạy về luôn dưới đây, đang phát quà ở trên. Phát cho hội người mù ở trên Hồng Ngự. Thì anh em đến đây thì của Long Mỹ thì có gì thì trước pháp này hỗ trợ gia đình, rồi sau này có gì giúp cho gia đình bé. Gia đình bé khó khăn lắm hả? Dạ thì cũng đi làm thuê, làm công ty, ba mẹ làm mướn, ba mẹ cũng không nhiều mà làm mướn, rồi hỗ trợ gia đình, làm công ăn lương, làm cho nó làm công nhân để biết là làm tháng nào xào tháng đó à. Hai đứa con hỗ trợ gia đình của bé. Đó, bởi mẹ giờ này không biết để chừng nào đó giờ thấy hoàn cảnh này nữa. Con nó cậu điện lên là thấy nó khổ cái lắm, mệt dữ lắm luôn. Ở dưới điện lên chắc mẹ nó chắc hết cái đó, không biết cái gì nữa để nói. Xỉu. Con nè, mẹ con mất nè, con cũng Sài Gòn, điện về một cái là con phải về. Cỡ làm cái phải nói là giờ không cho về cũng về nữa, cũng y trường hợp vậy nè. Mình phải làm biết cái hoàn cảnh của mình. Chuyện này là bắt buộc phải thông cảm thôi. Chứ không thông cảm gia đình. Đúng rồi. Không có để ép gia đình. Công ty con chết là người ta cho nghỉ. Chuyện hậu sự là bắt buộc phải nghỉ. Đúng rồi đó. Nó hoàn cảnh mà. Chứ bố là đâu cần tiền nữa đâu, phải đi gì đâu. Không cho nghỉ phép nghỉ luôn á. Không cho nghỉ luôn được. Dạ. Nghỉ luôn. Bị Covid đi 16 thôi. Đi thì 16 mình những ở phía trong là hai cái áo quan cho cháu của chú. Hiện tại giờ đang đợi mẹ cháu ở Đồng Nai về để tìm lại được liền hả anh? Tìm được liền đó mọi người ơi. Cái trường hợp là bắt buộc giờ Covid mấy ta con trường hợp về phải bắt buộc. Giờ mình test mới cho người ta về chứ bắt buộc. Tấm thì đâu biết nào mất, hồi lên rồi nó biết mất em á. Cháu bây giờ đau khổ lắm cô chú anh chị. Bị đó hoài gì mấy đứa nó tắm chung á, cứ nghĩ là nó lặn giỡn trốn á. Rồi tới chừng mà cách đây mấy tuần em cũng đi giúp con bé 16 tuổi 17 tuổi ở dưới nó 17 tuổi là thằng trai mà ba bốn để tắm tắm với cái đìa nhỏ xíu với cái ao vậy thôi. 16 tuổi hả? 16 tuổi. 16 tuổi. 16 rồi. Nó bơi giỏi luôn nha. 16 bây giờ là quê là 16 tuổi là chưa biết lộn nhiều luôn đó. Không, cái hàng này biết bơi giỏi luôn mà không biết sao giống như tới số vậy. Cao 1m8 luôn mà. 1m8 là bằng em nè. Là mất luôn đó. Mà nó không biết sao mà nó dướng đi dưới cái gậy cây dưới. Nó có này nọ. Vậy nhiều cái nó quá. Gặp bả đúng rồi. Mà cái chỗ đó là có chết một lúc trước rồi. Ông thầy giống nói là cái chỗ đó mà không cúng không á là nó còn sẽ chết luôn mang nữa. Còn giống mưa luôn. Cái mưa nó không bự. Kiểu người ta đào. Người ta đào đất. Sâu. 4 sâu xuống ấy, tại vì đào đất ở dưới đó, để đem lên đắp cái nền ở trên. Đúng rồi. Đất lên đắp nền đó. Nhà tâm linh. Tâm linh đó. Ở dưới có cái gốc cây cổ thụ ở dưới. Ông thầy ông nói mà cái này không chủ đất mà không có cúng gì ha. Sẽ còn bị nữa đó. Đó là tâm linh đó. Có bom đặt lên cho lắp lại. Đi ngoài thấy mà coi cái nước mà vô thủy người ta. Không là vô thủy người ta là ok nha cậu. Đó cũng như là cái địa đó, ông vô kiểu một đây là ông là còn có sao chứ ông là những chỗ khó khăn nhất là ông vốn đùa là biểu đình này nọ là ông là đóng những này giữ ông đúng rồi cái vua mà vua khỉ kiểu đấy là ông đó Hậu Giang mình là chứ đâu Tiền Giang ở ông đó là ông lớn này cũng là cũng định này nó là ông khó khăn nhất mấy ngày những đường sao đường phố rồi đó mấy thằng bình thường đâu dám để cả mấy thằng công nhân đường phố mà nó có xe cẩu luôn mà nó không dám đúng nó không biết thế thành để nó đưa cây xuống còn cái giáo cho bảy đó là đúng bình thường cái giáo đó cái độ môn bảy đó độ đúng cái giáo tôi đúng hết tôi không dám đốt tôi hết còn ấp ra cái đâu cái này dám đốt không ba cái này rồi không tính rồi khổ bây giờ mình tăng kết thúc video này để mình đăng những video khác cho các bạn cùng xem. Chặt mới giờ này cũng còn nữa 10 giờ mấy còn ở chung kết rồi là kết hợp được cha lại ca con là 4 rưỡi không có đi chạy vô vậy không chạy vô nó vô rồi con chạy vô kia tôi cho bất mỗi người ta mình để hồng nữa luôn á hay là ở trên Lao Dung cái là mình lên YouTube mình coi bên cái gì YouTube đó YouTube mà coi bên cái gì á Minh Tân TV Minh Tân TV á em là Phan Nghiệp Vlog ở Đồng Tháp có Bùi Hồ thì mới hỏi con mấy cái trường hợp mình mới con mình biết là những bữa tụi em mới quay với ông ở dưới tiền ở dưới Cà Mau cũng cưa cây cao chú rót lên á cười sao mà cái nạn cây mà kẹp ngang cổ ông luôn dính luôn gia đình ông cũng khổ với dần luôn cưa 3 cây 900.000 nó cưa cây để đóng tiền cho con đi học dính nữa đập ngược lại nó nhả ra bên đây không nhả mà nó nhả ra ngoài xong nó mất ngược rồi kiểu nhả ra gió rồi ngược cao quá cao 10 mấy mét trên rồi nhưng mà cái cây đó là mấy người con thấy ông hàng ông nhà ông đưa vô kịch ông đi lên là con thấy để ông qua đó trên kia tức là không bao giờ cây nó đúng rồi bộ ngay chỗ cưa một mối một kia cái nữa cho nên khi kéo 2 cái một lượt một là cái cây lừa tút mà sao không đâu là ông kéo lên nó thì bật lừa chúng lên nữa cái 2 cái kéo ngay mối cưa một cái ở trên buộc cái kéo là kéo gà mà vậy thôi Nghiệp cũng xin tạm dừng video ở đây cô chú anh chị. Dạ, Nghiệp sẽ đăng tải những clip kế tiếp cho quý cô chú anh chị xem nha. Chúc tất cả cô chú anh chị xem video bình an nha. Dạ. Nhớ cho Nghiệp lượt theo dõi